Hello anh em Tiếp theo thì có em trai đi Vario 2017 Đã làm nồi bô bên mình rồi à, Hôm nay ghé shop mình lên thêm ECU AT nha anh em Thì ECU thì gắn như jean nha anh em Thì bên mình là có bao gắn bao canh chỉnh hết cho anh em nha Có bảo hành đầy đủ nha anh em Rồi anh em nào có ý định làm nồi bô hay là bô sân lửa gì đó ghé ủng hộ shop mình nha